Em chào các bác. Hôm nay nhà có hai cây, một là cây Phú Thọ nữa đúng không ạ? Hai là một cái cây phi điệp tím. Thì những cái cây phi điệp tím nào thì cũng nhiều video của em chưa cây thiền ngàn hoa đấy. Thì các anh chị cũng thấy ở cái cây phi điệp tím ấy, thì tất cả những cây phi điệp tím mà nó không tên tuổi mà cứ gọi là tím không ấy, thì hoa thì nó bên em là không để lẫn. Bên em có nghĩa là để lẫn nó, em xin lỗi. Bên em để lẫn nó hết. Thế nên là các bác cứ mua phi điệp tím thì nó cũng sẽ có bông tím đậm, bông tím nhạt. Chị em thì không ở bên em thì là không bán cây tím đậm, tím nhạt hay mắt nọ mắt kia cả. Em chỉ bán những cái cây mà có tên tuổi thôi. Những cây có tên và lá mít thì bên em không bán. Lá mít, lá gân thì thực ra là bên em thực sự là không bán những cái cây đấy. Bên em chỉ bán những cái cây phi điệp tím bình thường hoặc là những cái cây thân lá. Thân lá thì có nghĩa là nó là phi điệp tím. Đấy, thân lá thì nó chỉ là phi điệp tím thôi. Thì như cái cây này thì nó là hàng cây tím này thì nó là cây hàng miền trong ấy. Hàng miền trong thì nó nở sớm hơn. Chứ ngoài Bắc thì tầm này rất ít có những cây mà có nụ, trừ những hoa đầu ngọn thôi. Chứ còn những cái cây phi điệp bình thường thì để mà hoa tự nhiên thì mùa này gần như là rất là ít, và chủ yếu là hàng miền trong hoặc là hàng nhìn chung về cơ bản là như vậy. Hàng miền trong này thì nó chỉ khác hàng Bắc, có nghĩa là hoa hương thơm nó thơm hơn và mùi thơm nó mạnh hơn. Đấy là theo những cái nhận biết của em về nhiều năm về làm phi điệp thì nó là như vậy. Còn thân thủ thì hàng Bắc hay hàng Nam thì nó cũng, hàng miền Bắc hay hàng miền Nam thì nó cũng có những cái cây thân lá đẹp, có những cây thân lá xấu. Đấy là về thân lá, chứ không thể nói là chỉ có Bắc mới có thân lá đẹp, mà miền Nam cũng rất nhiều cây thân lá đẹp. Thế nên là các anh chị cứ chơi sưu tầm, nếu mà thân lá thì thân lá nhìn gọi là đẹp đẹp. Quan trọng là các anh chị phải nuôi tốt. Các anh chị nuôi tốt thì thân lá thứ nhất là đẹp, to mập, có thể to như ngón tay trỏ, có thể là F21. Đấy, mình nói ví dụ như thế. Thì cái việc mà bón phân ấy, thì em cũng nói là bón phân vào những cái chu kỳ chủ yếu là, một là mới đầu năm thì khi mà cây mà nó ra mầm, ví dụ như cây tím này thì nó chưa có mầm. Mầm nó quá bé đây này. Đấy, nó quá bé. Như cái cây Phú Thọ bên này thì nó có mầm rồi. Cái Phú Thọ đây thì nó có mầm ra rễ rồi, thì mình nó bắt đầu ra rễ này thì mình cho nó phân. Phân thì như em hay cho đó chính là phân hữu cơ trước. Phân hữu cơ xong rồi về sau so phân mấy cái phân Đài Loan, phân vô cơ các thứ. Thì các anh chị có thể lưu ý là cho phân vào cái thời điểm mà cái cây mà nó ra rễ rồi nhá. Cây nó ra rễ, ra mầm và ra rễ. Ra rễ thì chúng ta cho phân hữu cơ trước, xong rồi với cái phân kiểu chuồn quế hay là phân dê ấy, cho trước, xong rồi thì khoảng tầm độ nửa tháng, một tháng thì anh chị cho các loại phân Đài Loan, Nhật Bản. Phân với cái phân đấy thì nó tan được 6 tháng rồi. Thì là 6 tháng sau anh chị bón một lần nữa. Thì là trong cái thời điểm đầu năm này ấy, thì mình bón phân như này để cho bón phân để cho nó cây nó phát triển nhanh, nhanh tốt, dài và to. Thì đến vào tầm độ tháng 10 các anh chị bón một lần nữa, là để khi mà nó to rồi nó gần rừng ngọn ấy, cho nó rừng ngọn và cây nó khỏe. Cho nó ăn khi mà trước khi rừng ngọn cho cây nó khỏe. Khi nó rừng ngọn nó tù đầu, nó phình to thì nhìn thì nó rất là thích. Ví dụ như cái này đẻ nối này. Đấy, cái mầm này đẻ nối là một đẻ tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà mình bón phân nhiều thì nó to. Còn như đầu năm đấy thì em lại trồng lại nó như này. Trồng lại để cho nó tránh được việc là sên ăn nhiều. Đấy, cái trồng lại này thì tỷ lệ mà vẫn có sên nhưng mà còn ít hơn. Nó sẽ đỡ hơn rất nhiều là cái việc anh chị để cái giá thể cũ. Còn em thì hay quen cái kiểu là trồng lại để cho nó đỡ sên và nó thông thoáng giá thể. Bởi vì khi mà mình thay khéo ấy thì cái bộ rễ nó không mất nhiều đâu. Anh chị lưu ý như thế. Những cái cây quý thì anh chị thay khéo một chút, đừng để cắt rễ nhiều. Thì mình trồng xong trồng để khô khoảng 2 ngày thì tưới anh chị nhá. Thì đấy là chu trình bón phân là như thế. Còn về hoa thì phi điệp thì các anh chị trồng thì nó cây nào thì nó cũng như nhau cả. Phi điệp tím thì anh chị trồng nào trồng năm cánh trắng thì nó cũng thế. Bản thân em trồng thì nó xem nhau, cây nào em quý nó như nhau. Nhưng có cái là những cái cây đột biến thì nó ra nhiều tiền hơn thì mình quý nó hơn tí. Đấy. Chứ còn thực ra mấy cây tím này hay những cây phi điệp nào thì đa phần là em cũng rất là hay trồng lại. Và cái tỷ lệ trồng lại của em rất là cao, gần như là trồng chậu này tỷ lệ trồng lại rất lớn. Những cái chậu như này là em trồng lại rất là nhiều. Nó ra mầm này thì thứ nhất là nó đỡ lo bị sên ăn, và khi mà mình chăm sóc năm mới này thì nó ra rễ thì nó cũng rất là khỏe. Quan trọng là mình chăm tới nước nó anh chị nhá. Còn những cây cây mà nó giá trị cao như những cái cây năm cái trắng ấy
thì anh chị nên trồng cẩn thận để cho nó không bị hỏng gỗ rễ. Còn đây là cái bông nằm trong Phúc Thọ nở đầu ngọn. Thì em cũng trên cái kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa em cũng nói rất là nhiều, và từ cái phần thân lá cho đến hoa cũng rất là nhiều lần rồi. Thì cái cây nằm trong Phúc Thọ này thì cái sự biến đổi của nó về cái màu mắt ấy, và cái mũi của nó ấy, là cái mũi của nó thì là ấy, nở tự nhiên thì bao giờ mũi là nó cũng có màu. Nhưng còn đa phần anh chị mà cứ nở kích hoặc là có thuốc kích ấy, thì tỷ lệ mà có màu mũi màu này ít hơn. Đương nhiên là vẫn có những lúc là mũi màu, nhưng mà nở mà nở mà không thuốc kích thì đa phần là mũi màu, chứ gần như là không mũi trắng. Ngày xưa rất là nhiều người nói là cây lá lỗ là mũi trắng, nhưng mà thực ra thì qua một số cái video anh chị có thể xem lại trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy, thì cái cây lá lỗ thì nó là vẫn là mũi màu thôi, nó như nhau đấy. Thế nên là cây Phú Thọ này ở trong miền Nam mình nuôi nó biến thiên, lá nó mắt nó hay như thế này và mũi nó trắng. Nếu như mà những cái mắt nhỏ như này thì mũi trắng là tỷ lệ rất là cao. Thế nên là cái trong miền Nam ấy thì nó nở nó trông nó đẹp hơn, chứ còn miền Bắc thì mũi nó vẫn màu và cái cánh cái mắt của nó này thì nó cũng kiểu dạng bé bé như này ấy. Nhưng còn đây là đang nở là trái mùa các bác nhé, trái mùa thì cái cây Phú Thọ thì nó màu mắt thì nó khác như này, với cả nó nở đầu ngọn thì nó không chuẩn, nó vẫn nở trên thân và nở tự nhiên cơ. Mấy cái cây này thì nếu mà có kích thì cũng phải về sau em mới kích. Còn theo những cái mà em biết ấy, thì cái kích ki hay là kích hoa ấy, thì anh chị có thể kích ki thì anh chị để vị trí mát và mình tưới ẩm nhiều, độ ẩm lớn ấy, thì nó sẽ tỷ lệ ra ki cao hơn. Còn nếu mà mình kích cũng dùng thuốc kích đó mà sử dụng ki xanh hay duy đỏ ấy, mà mình để vị trí mà nắng khô ấy, thì nó sẽ tỷ lệ hoa là cao hơn. Còn kích ki mà kích ki anh chị có thể sử dụng ki duy, cái duy xanh, cái duy đỏ hay là cái pro Mỹ ấy, đều được. Cái cây cái dùng cái nào thì nó cũng đều ra ki cả, mà cái liều mạnh thì nó ra hoa. Hoặc là đấy, với những cái độ ẩm của nó ấy, độ ẩm và ánh sáng ấy, thì nó sẽ giúp ra ki hay ra hoa nhiều hơn. Tỷ lệ anh chị cứ cho nó nhiều nắng và khô một chút thì nó sẽ ra hoa cao. Còn đây là những cái cây này, là những cái cây mà nó tự nhiên hoa đầu ngọn thôi, chứ còn thì cũng không, trên thân của nó thì cũng không có một cái tí nào là cái sử dụng thuốc cả. Còn khi mà anh chị kích xong mà nó không có rễ thì cũng có thể sử dụng một số những cái loại kích rễ như Clonex hay là Elsic hay là một số loại da rễ, nó cũng rất là rất là hiệu quả khi mà anh chị bôi trực tiếp hoặc là phun. Còn cái Phú Thọ này thì cái mắt nó bé này thì nở tự nhiên thì nó cũng là một cái rất là bình thường, bởi vì cây Phú Thọ cái sự biến thiên nó quá lớn. Đấy, nó không phải chỉ một mắt, hai mắt nó đều thế, hai mắt nó đều bé nhưng nó không to. Đấy, thì anh chị lưu ý là cây Phú Thọ thì như em thấy là nó chỉ có một cây thôi, còn sự thay đổi của nó thì đương nhiên là vẫn có. Còn cái nó cũng như cây đại tướng, ngày xưa có tận 4 cây đại tướng, bây giờ em thấy là hình như gọi là có đâu có một cây đại tướng hay sao ấy, ví dụ đấy. Phú Thọ thì nó gần như là mình cũng nên hiểu nôm na nó một cây thôi, có những năm thì nó sẽ lá lỗi, có những năm là lá không lỗi, đây là về cái cây Phú Thọ. Còn quy trình chăm sóc của nó cũng đơn giản thôi. Anh chị có thể là tham khảo trên cái kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, hoặc là những cái video em đã làm sẵn, hoặc là những cái bài viết em có viết rất là chi tiết trên đấy. Thì đây, khi mà nó đẻ mầm tự nhiên này nó khỏe, nó ra rễ ngay. Đấy, nó đẻ đùi một cái lớn rồi một cái chưa lớn. Mầm gốc nó to. Đấy. Gốc nó rất là to, nhưng đây nó dài ra. Dài ra. Đấy, nó đều ra rễ, cả hai bên đều ra rễ cả rồi. Cái này nó sẽ phát triển rất là nhanh. Đấy, nên là mình cứ nuôi tự nhiên thôi, không cần quá cả phải sử dụng thuốc kích để cho nó lên mầm đâu. Các anh chị cứ nuôi tự nhiên nó khỏe, cây mình nó khỏe, cứ bón phân. Bón phân đều và cho phân đúng chu kỳ. Đầu năm khi cây ra rễ một lần, và dịp cuối năm khoảng tầm tháng 9 tháng 10 cho một lần nữa, thì cây nó khỏe mà nó mập. Và nó cái tỷ lệ nó ra mầm nó, khi mà nó có thể là khi mà anh chị trồng tự nhiên như này ấy, thì nó sẽ mầm sẽ ra chậm hơn là người ta kích. Kích thì có thể là tháng riêng là đã lên mầm hết rồi, nhưng mà cây nó bị nhiễm thuốc thì khoảng 1-2 năm sau mình cần thuốc liên tục. Chứ còn để mà nuôi tự nhiên nó hồi lại thì rất lâu. Còn những cái cây tự nhiên như thế này thì anh chị có tách ra thì nó vẫn ra dễ ra mầm bình thường, không cần quá là phải cứ thuốc kích hay là phải phun phân bón quá nhiều, thì cứ trồng bình thường như những cây phi điệp tím này, như những cây khác này. Thì cây tự nhiên là nó vẫn phát triển rất là tốt, mà bộ rễ nó vẫn còn. Đấy. Bộ rễ của nó tách
bộ rễ còn, thân lá vẫn còn. Đấy là về một số cái về cái trải nghiệm của em trên cây phi điệp. Thì ngoài ra thì năm nay cũng sẽ có rất là nhiều những cái cây phi điệp khác nở hoa, như là những cái cây phi điệp đắt tiền hơn, cái dòng năm cây trắng nó có một số cây, thì em sẽ quay video vào những cái dịp sau để giới thiệu cho mọi người. Cảm ơn tất cả các bác, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.